Hello và xin chào tất cả các bạn ha. Thì là hôm nay là iOS 15 chính thức ra mắt rồi. Thì hiện tại mình đã tải một cái phiên bản cập nhật của iOS 15 về rồi. Đây là một cái iPhone lock ha. Thì như thường lệ thì mỗi lần có iOS mới thì các bạn có thường có câu hỏi là khi mà update từ iOS cũ lên iOS mới á, thì có bị thời gian active không? Thì hôm nay mình sẽ tiến hành update cho các bạn xem ha. Đây mình sẽ vô mình cho các bạn xem ha. Đây là bản hiện tại là nó đang nằm ở 14.6 nha các bạn, iPhone 7, và máy này là đã fix file quốc tế nha, không có giới hạn SIM. Rồi bây giờ mình sẽ update ha. Vào để update thì các bạn vào phần cài đặt nha, vào cài đặt, xong rồi vào cài đặt chung, cập nhật phần mềm. Vào đây các bạn sẽ thấy nó load một xíu rồi nó tải ra. Nó tải ra ở đây, nếu mà các bạn thấy bản 14.8 thôi thì các bạn kéo xuống dưới luôn nha, là nó sẽ có phần bản 10 iOS 15 phía dưới, nó không nằm ở lộ bên trên, bởi vì nó chỉ khuyến khích những cái bản cao mà tải về thôi. Còn những bản thấp thì nên nằm 14.8 là được rồi các bạn. Nên là các bạn kéo xuống dưới hết luôn mà là sẽ thấy iOS 15. Mà các bạn nhắm vào iOS 15 á, các bạn ấn tải về và cài đặt. Thì sau khi ấn vào tải về và cài đặt á, thì nó sẽ có một cái thanh lock nó chạy ha. Sau khi chạy xong, các bạn khi mà ấn lock đó thì các bạn để trong vùng có wifi nha. Và các bạn phải kiểm tra pin là phải trên 50% hoặc là dưới 20%. Dưới 20% thì các bạn phải cắm sạc nha để cho nó tải. Rồi còn sau khi tải xong thì nó sẽ hiện cái phần cài đặt bây giờ nè, thì các bạn cũng nhớ để ý pin nha, trên 50% hoặc là đang cắm sạc nha. Rồi sau khi mà tải xong thì có hiện cài đặt bây giờ thì các bạn ấn cài đặt bây giờ thôi. Cái này là cái update trực tiếp luôn thì không qua máy tính ha. Rồi các bạn, bây giờ là bắt đầu là nó tải thôi. Lát nữa mình sẽ bắt đầu reset cái máy này ha. Reset cái máy này cho các bạn coi. Xin lỗi các bạn ha. Thì nãy giờ cái chân máy nó bị hết pin nên là nó bị tắt. Ở đây thì mình cũng đang trong quá trình update ha. Thì update thì mình cứ chờ thôi nha các bạn. Mình chờ cho nó chạy, cho nó hết cái bạch này một lần, sau đó nó sẽ chạy thêm một lần nữa, thì lúc đó là sẽ update xong nha. Thì trên cái phiên bản iOS 15 này nó có nhiều thay đổi mới lắm các bạn, bởi vì đây là một cái phiên bản nâng cấp từ một phiên bản từ chuyển giao từ một phiên bản ví dụ 13 qua 14, 14 qua 15 thì nó update rất là nhiều. Thứ nhất là về giao diện nha các bạn, giao diện thì nó sẽ có những cái phần bo widget thì nó cũng được thay đổi luôn. Rồi cái sẽ có thêm một cái phần update đánh giá, có nghĩa là trong camera các bạn có thể chụp một cái ảnh nào đó thì camera sẽ tự nhận diện chữ trong bức ảnh đó và thành sẽ note ra thành phần hình chữ luôn cho các bạn luôn nha. Thì cái này mai mốt các bạn sẽ dùng điện thoại iPhone rất là thông dụng để mà chụp ví dụ như hình ảnh mà các bạn chụp từ một cái ảnh mà các bạn muốn chuyển đổi thành chữ á, thì nó sẽ rất là dễ, rất là gọn luôn nha. Nhất là mấy anh chuyên gia đi copy của những người khác, ví dụ đi chụp sách xong rồi thành từng dòng chữ gì đó, rồi các bạn copy vô Facebook các bạn để dành các bạn đọc ha. Rồi, này giờ mình chờ update thôi. Các bạn có thể tua nhanh ha. Thì sau khi update xong thì mình sẽ reset cho các bạn xem là đây là máy lock ha. Bởi vì cái này thật ra thì các bạn update thoải mái nha, nó không có bị gian lận đâu các bạn. Kết quả luôn cho các bạn biết, bởi vì cái này là bao nhiêu đời rồi, từ cái thời mấy năm trước rồi, khi mà file quốc tế xong thì các bạn có thể update thoải mái, không có gian lận đâu các bạn, nên là các bạn cứ yên tâm. Trừ khi các bạn
đang update như vậy mà bị lỗi treo táo này kia, bắt buộc phải restore lại máy á, thì lúc đó mới bị reset máy nên mới bị giằng tay nha. Còn AOS 15 á, thì có ghép sim được không? Thì hiện tại vẫn có thể ghép sim được, trừ những cái máy thuộc nhà mạng AT&T, AU và ZM nha. Những cái máy đó là không fit được. Còn những cái dòng còn lại của các nhà mạng khác thì vẫn có thể là file quốc tế được bình thường, nhưng mà sẽ ghép bằng cái loại sim sim ghép nha, chứ không phải là sim thần thánh nữa. Sim thần thánh hồi xưa thì chỉ cần cắm vô là tay là xong tất cả các dòng máy luôn, nhưng mà bây giờ thì bị Apple fix rồi nên là phải ghép bằng cái loại sim ghép bình thường ha. Chết rồi các bạn ơi, nó bị kẹt rồi đó. Mình xài khi mà mình xài cái loại sim ghép bình thường ấy, thì nó sẽ bị cái có thể là nó sẽ bị kẹt sim, như là cái này đây đang bị kẹt rồi các bạn. Ok, lát cái video lát nữa xong video mình gỡ sau ha, cái này phải có đồ mới gỡ được. Thì cái này mình làm video này sẵn mình hướng dẫn các bạn update cái iOS 15 luôn. Nhiều bạn không biết update nha các bạn. Nhiều bạn mình thì mình biết rồi thì không sao, nhưng mà có nhiều bạn vẫn không biết, vẫn cứ hay nhắn tin hỏi hay là update như thế nào. Thì mình sẽ không trả lời nhiều người như vậy, mà mình sẽ làm một cái video như thế này, chỉ luôn các bạn là cách update. Thì cứ vào phần cài đặt chung, rồi phần cập nhật phần mềm, các bạn ấn tải về và cài đặt. Sau khi chờ thời gian nó sẽ load xong cái phần tải về thì bắt đầu nó sẽ hiện lên chữ cài đặt bây giờ. Thì các bạn ấn vào cài đặt bây giờ thì các bạn lại tiếp tục chờ nó chạy, nó giải nén và nó chạy hệ điều hành mới ra thôi ha. Đây các bạn, mình đang trong quá trình chờ nè. Nó cũng hơi lâu á, bởi vì đây là một cái update khá lớn. Đây mình sẽ chọn cái sim ra nha. Đây các bạn nha. Chọn cái sim ra cho nó khỏi nhận sim này, lát nữa mình update vô để mình cho các bạn xem á là sim nó bị sim bị khóa ha. Đây này, lấy ra được rồi này các bạn. Thấy nó bị kẹt không? Lúc kẹt lúc không. Bên mình bán là gốc Mỹ thôi các bạn nha, nên là mình sẽ sử dụng một cái sim của AT&T để lát nữa mình test máy, nếu là không phải là máy của AT&T thì được ha. Video này nó cũng hơi dài rồi, nếu mà các bạn coi á muốn ngồi coi từ đầu tới cuối á, thì các bạn có thể ngồi coi ha. Còn nếu không thì các bạn có thể tua nhanh cho tới cái lúc mà update xong ha thì cũng được ha. Tại cái này mình quay một mạch luôn nha các bạn, mình sẽ không có quay nhiều video để mà cắt ghép chỉnh sửa gì hết. Đó, nó vừa mới chạy xong một lượt rồi đó các bạn. Lượt thứ hai thì rất là nhanh, lượt đầu nó mới chậm thôi.
Rồi bây giờ là tới lượt thứ hai. Cái này update thì các bạn cứ để yên thôi nha, các bạn đừng có làm gì hết, các bạn cứ để yên thôi cho nó update thôi, chứ đừng có tác động gì vào hết. Nhất là không nên, nhất là cái trong cái lúc tải các bạn không nên ra khỏi vùng có wifi nha, bởi vì khi mà nó kết nối lại thì mình thấy nhiều bạn đang tải nơi chừng xong rồi bỏ đi đâu, xong lát nữa về lát tải lại thì có thể nó sẽ dễ bị lỗi hơn nha. Nhiều máy thì nó còn không lỗi đâu các bạn, nhiều khi nó bị lỗi mà nó lỗi vặt á mình không biết được, lúc đó lại tốn thời gian của các bạn hơn nha. Trong quá trình update các bạn nên ở trong vùng của wifi. Rồi, xong rồi đó các bạn. Đây các bạn nha. Thứ nhất là mình thay đổi về mặt giao diện nè. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ bo tròn này và nó sẽ có cái phần khoảng dư ở những cái ở hai cái mép nè, chứ nó không còn là tràn ra hết nữa. Rồi. Ở đây những cái whisket này nó cũng có thay đổi nha. Rồi tính năng camera chụp hình á thì nó chỉ là có ở trên iPhone cao cấp thôi nha các bạn, là iOS, là iPhone sử dụng chip A12 trở lên nha. Cái này thì không có đâu, cái này là iPhone 7 thì không có đâu các bạn ha. Cái kia là tính năng cho những cái dòng iPhone cao cấp ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành reset cái máy này ha. Các bạn coi cái phần đặt lại nó cũng khác nữa. Ở đây có cái dòng đặt lại riêng, ở đây là xóa tất cả nội dung của cài đặt nè, là xóa trắng máy luôn á. Còn cái phần đặt lại thì mình đã vào thử cho các bạn xem ha. Đặt lại ở đây nó sẽ có đặt lại tất cả cài đặt, có nghĩa là xóa dòng 1 của ban đầu á. Còn đặt lại cài đặt mạng là dòng thứ 3. Rồi đặt lại bàn phím, đặt lại màn hình, rồi đặt lại vị trí. Rồi mấy cái này thì nói chung là liên quan tới cái phần bố cục thôi, chứ nó không có với lại cài đặt thôi, chứ nó không phải là xóa hết nha. Cái dòng cài đặt 2 giờ là nó tách riêng ra thành một cụm nằm riêng ở dưới ha, xóa hết nội dung của cài đặt. Rồi mình sẽ xóa hết luôn nha. Các bạn update á, thì cái phần sau cái update vô cái giao diện màn hình chính là xong rồi nha. Còn cái này là mình đã xóa lại để cho nó về lại máy lock để mình update cho các bạn xem á ha. Để mình ghép sim cho các bạn coi. Cái iPhone 7 này là khác cái iPhone 7 hôm trước mình làm video, nên là cũng chưa biết nó là thuộc nhà mạng nào hết, nên mình cũng chẳng không có check sẵn nha các bạn, bởi vì máy bên mình vốn nó phay quốc tế rồi nên không quan tâm là nó thuộc nhà mạng nào hết. Các bạn mua sim bây giờ các bạn nên đặt cho ship vận chuyển nhanh nha, hỏa tốc rồi nha, chứ các bạn mà chọn giao chậm 2-3 ngày mới tới, nhiều khi cái mã ICC đi nó chết rồi các bạn,
thì các bạn lại ghép SIM không được, lúc đó lại tốn thời gian của các bạn ha, mà máy của các bạn không phay đủ quốc tế nữa, thì nó mà các bạn tiết kiệm được có một xíu tiền ship thôi, nhưng mà nó lại thiệt hại rất là nhiều. Nếu mà lỡ ghép SIM không được thì nói chung cái máy của các bạn xài rất là phiền, thì nói chung là thà thêm mấy chục ngàn tiền ship để cho nó ship nhanh á, khi mà ICC còn sống á, thì mình mới bán SIM cho các bạn ha, lúc mình giao đi á, thì chắc chắn nó sẽ còn sống rồi. Rồi chuẩn bị xong rồi các bạn, đây màn hình hello cũng mới hoàn toàn ha, hiện tại mình chưa gắm SIM nha các bạn, mình sẽ activate vô để cho các bạn coi, đây là cái iPhone lock ha.